Đất này không biết gì hết à. Anh Đức, anh có nghe nói không? Nói anh mặc áo hay dây đẹp quá kìa. Quần qua cổ kìa. Trời, bởi vì mới nói là hoa đất này không biết ở phương trời nào lại nè. Người ta nói là Việt Nam người ta gọi là áo thun ba lỗ. Hiểu chưa? Hoa đất. Mai mốt hoa đất nhìn cái áo này là biết nha. Hai dây nó khác nữa, hai dây là giống như đơn khểnh nè, có hai cái dây này nè, hai dây nhỏ xí nè, hiểu không? Còn còn thanh niên ở Việt Nam là ai mà mặc áo áo hai dây, không phải hai dây, áo thun ba lỗ. Mai mốt gặp người ta mới biết nói áo thun ba lỗ, chứ đừng kêu người ta nói là mặc áo hai dây. Thì dây khỉnh nhỏ, dây anh Tuấn lớn. Chúng mật luôn gì đó. Kệ chói gì chói. Sợ hoa đất không mốt nên nói người ta, người ta cười thôi. Ôi, anh Han chắc ngủ ha. Anh Han còn sống không? Cậu còn sống không số 1. Số 7 luôn. Vậy là còn xí soạn lắm. Vậy là còn chưa có chịu ngủ. Em ca bài này cho anh Han ngủ nha. Ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Tức cười quá cao không được. Hoa đất ồn ào quá hả? Hoa đất ồn ào quá hả? Nó chơi chứ hoa đất là con trai con gái gì xong trả lời không hiểu nữa. Mình dễ xưng hô không? Để nếu mình là con trai thì mình cua cua, còn không phải con trai thì mình không có cua. Trời ơi, cái gì trời, mình đảm bảo là không chiêu chọc bạn gái của Han. Bó tay không, bó tay nhờ đất không. Anh Tuấn Anh nha, anh vô mùng mà anh hút thuốc phải không? Em bắt anh bây giờ. Anh đang trong mùng phải không? Phải không? Phải, phải. Nhìn lộn rồi, nhìn lộn. Sorry. Tưởng anh trong mùng mà anh hút thuốc nha.